Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Go Mua Huyền Thoại phiên bản Việt nha anh em. Hôm nay thì bên phiên bản Việt nó có cái sự kiện ngon lắm anh em à. Đó chính là anh em nạp vô 3.000 kim cương thì anh em có thể là nhận được rất là nhiều quà nha anh em. Thì anh em có thể là nhận được cả con Yamato, con Uta, con Kaido, Odin và Lufitago này, cái kiểu khá là nhiều luôn anh em à. Thì bây giờ mình sẽ soi thử các cái sự kiện này nó có những cái gì ngon nha anh em, rất là dài nha anh em. Đây là các cái sự kiện mà chúng ta có thể là nhận được phần thưởng, anh em tích lũy nạp 1.000 kim cương nè. Đó, mấy cái nào tích lũy thôi nha anh em, còn mấy cái nào mà nạp theo móc thì mình không có soi nha. Tích lũy nè, đó, 2.500 là được cái túi này, mình có thể là chọn lấy con lấy đó nguyên một dạng tướng nha anh em. Lawano, Lufitago, Kaido, Odin này cái kiểu nè. Mình định sẽ mua ạc nhưng mà thôi, mình thích xài cái ạc của mình hơn. Đây, nạp một lần. Ủa. Cái này hình như là chỉ tính một lần thôi anh em à. Nó chỉ tính một lần ở nhà chứ không tính nhiều nha, nhưng mà cái này nó không ngon này mà. Còn cái này thì cũng một lần nha anh em, một lần thôi. Đó, anh em có thể là nạp này để mà lấy được mảnh Uta hoặc là Yamato này anh em à. Này cũng là một lần nha anh em, một lần thôi. Rồi, bên dưới này bánh trung thu, cái này là cũng một lần anh em à. Cái này thì cũng một lần nha anh em, một lần nhưng mà bên đây thì nó không ngon lắm mấy. Này cũng là một lần luôn anh em à. Bên đây thì nó cũng không ngon đâu, chủ yếu là kiếm mấy con tướng meta này là tích lũy nè anh em à. Đó, tích lũy này thì nó hơi nhiều nha, 5.000 lận anh em à. Báu vật OnB cái này cũng tích lũy nè anh em à, 4k mới được anh em à. Bên dưới này cũng tích lũy nha anh em, nhưng mà phải là cái móc 5k nha anh em. Ai chà, cái móc 5k hơi bị thốn nha anh em, hơi thốn nha, khó nha anh em, khó để có thể là mút được cái này anh em à. Cái này thì cũng tích lũy luôn anh em à, tích lũy luôn. Wow, có Lawano luôn nè anh em. Chà, hơi bị êm đó nha anh em. Đây là 2k thôi anh em à, 2k thôi. Ưu đãi nè, tích lũy nha anh em, 5k nè anh em à. Bên dưới này cũng tích lũy nha anh em. Trời ơi, tích lũy 4k nè anh em à, tích lũy 4k. Còn đây thì tích lũy nè, đây, tích lũy 3k này anh em có thể là nhận được một trong hai con này anh em à. Đó. Còn cái phần quà truy nã nữa anh em. Truy nã nó mất tiêu rồi ta. Đây, truy nã ở có mức 3k không? Không, mức 4k anh em à. Đó thì ở đây được một hai túi nè, hai túi rồi bên kia nữa không biết là có thể là đổi được cái con Odin nữa hay không anh em à. Đây để mình xem thử, không biết là có thể là đổi được Lufitago luôn hay không nha. Cái này là 500 nè. Ồ, cái này thì chỉ có những con tướng này thôi anh em à, không có mấy con tướng kia. Cái túi nó hơi rách nát anh em à, 2.500 anh em. Vậy là được 30 mảnh anh em à, 30 mảnh này ha, 30 mảnh này. Bên này là nạp đơn, cái này thì nạp một lần à. Nếu mà quất cái móc này thì được thêm 4 nữa là được 70 nha anh em, 70 rồi. Đó, 70 cái này là 1.000 thêm 2.000 nữa. Cái này thì được thêm hai mảnh con Yamato nữa nè, mình nghĩ là sẽ lấy con Yamato thì sẽ ngon hơn so với con Uta anh em. Việc chọn giữa con Uta với lại Yamato thì mình thấy con Yamato nó ngon hơn này mà. Sau thời gian trải nghiệm con Uta ở bên phiên bản N á, thì mình thấy là cái con Yamato nó vẫn ngon hơn anh em. Con Uta thì phải nhiều sao hơn xíu thì nó mới ngon được anh em à. Ủa, hồi nãy mình thấy có một cái gương có thể là chọn lấy được cái con Lawano mà ta. Cái gương này mình có thể là chọn lấy được cái con Lawano luôn nè anh em. Ok. Vậy là sẽ được ba con tướng truy nã đó anh em à, ba con tướng truy nã nha. Thì để tiết kiệm hơn xíu thì mình sẽ sử dụng đến cái giá này anh em à. Đây, cái vé này sẽ sử dụng là sẽ dùng được móc nạp 100k mà không biết là có dùng được hay không à, để mình xem thử đi. Để mình xem thử nha anh em, sự kiện nè. Wow, nhận được nha anh em. Tích lũy 500 nè anh em à. Đó, tích lũy 500 luôn, nhận luôn. Ôi trời, vui là men, được hai cái túi luôn nè anh em. Trời ơi. Trời ơi, ngon nha anh em. Wow. À, cái này mình chỉ cần một lần đúng móc là được anh em à, một lần đúng móc là được nha chứ không phải là mua nha. Đấy. Ok liền anh em, quá là ngon anh em à. Vậy bây giờ mình chỉ còn lại 2.500 kim cương nữa là đủ rồi anh em à, 2k gửi kim cương nữa nha, 2k gửi kim cương nữa. Ây da, chắc là anh em ơi mình hơi bị sai lầm một xíu rồi anh em à. 2.500 kim cương thì mình sẽ không có ăn được cái mốc mà 2k kia,
Ủa nó móc 3k kia chứ anh em, móc 3k chết luôn sao ta. À để xíu mình xem thử anh em, để à không, cái này là kỳ nạp đơn anh em, cái kỳ nạp đơn nha, cái kỳ mua gói đơn, đúng rồi mua gói đơn anh em à. Này cái gói đơn hồi nãy nó mất tiêu rồi ta, để mình xem lại đây anh em à, cái gói đơn này nè, cái gói 1k với lại cái gói 2k này anh em à. Đó thì cái này cũng cần phải có tới 3k thì mình có thể là mới có thể là nhận được nha anh em, 3k mới có thể là nhận được anh em ơi. Wow 3k, ui khó nha anh em. Ở đây thì 2k với lại 1k cũng là 3k nữa anh em à. Ở đây thì 980 thôi là có thể là nhận được đây. Thôi để mình xem lại cái này là gì đây. Ôi hơi mấy cái mảnh cùi cùi không anh em ơi. 2.500, à có móc 2.500 nè anh em, móc 2.500 sẽ được một túi nè anh em à. Rồi 5k, ôi cũng được, cũng đỡ đỡ, đỡ đỡ xíu anh em à. 2k nè. Rồi bây giờ mình sẽ nạp đơn để mình xem lại còn cái gói nào để có thể mua được nữa hay không anh em. Để mình xem thử, trời còn khá là nhiều chỗ đi mà có thể nhận luôn đúng anh em, rất là nhiều chỗ mà tiêu phí đỉnh cao, ưu đãi giới hạn, mua mấy cái gói này không trời. Wow mấy cái gói này mình sẽ được sách nữa nè anh em, 149 nè, 699 nè, 600 điểm VIP, 600 điểm VIP hả. Hình như là mấy cái gói này nó cũng hơi lẻ lẻ xíu anh em à, nó cũng không có chẳng mấy đâu nha. 699 699 3.000 điểm VIP. Ồ hơi hơi lố rồi nha anh em, hình như cái này là 600 thì phải anh em, 600 cái này là như là ủa không, 600 điểm VIP 500 thôi, cái này hình như là 100k thì phải anh em, cái này 100k thôi. Hình như là cái này là mình chỉ mở ra mình nhận kim cương và SP VIP thôi anh em, mà chứ không có nhận được mấy cái móc nạp nha anh em, không có nhận được mấy cái móc tích lũy nạp anh em. Ui bây giờ mình tính ra mình được cái giá nạp nó cũng ngon quá chứ anh em, không biết trong sự kiện này có cái chỗ nào nạp và mình sẽ nhận được cái vé nạp luôn hay không đây. Không thấy anh em ơi, không có rồi, vậy là bắt buộc là mình phải đập vô đây rồi anh em à. Rồi ok, chắc là mình sẽ quất thử cái gói này xem thử là nó có nhận được cái quà gì không anh em, quà VIP không ta. Ví rồi ok, thanh toán thành công rồi anh em à. Rồi ok, à nhận được cái gói luôn nè anh em. Tích lũy, ôi trời nó lên tới hẳn 3.500 luôn nè anh em, chắc là hình như là mình sai sai gì rồi thì phải anh em, hình như là mình giờ mới bỏ lỡ qua một cái gói đơn nào đó thì phải anh em à. Đúng rồi, hình như là mình giờ mới bỏ qua một cái gói móc đơn nào đó phải không anh em, từng móc, hình như là mình sai sai một cái chỗ nào đó thì phải anh em à. Hay để mình xem lại thử đây, có cái chỗ mà 1k 2k gì đó anh em, 1k 2k gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhận hết cái đống này xem rồi sau đó mình sẽ tổng kết lại nha. Wow khá là nhiều luôn anh em à. Chỗ chi nã nè, đó chi nã nhận được một móc hai móc nha anh em. Ôi ơi còn thiếu một chút xíu thôi nên mình sẽ nhận được luôn cả cái này luôn nè anh em. Ôi ơi để mình suy nghĩ cái này là đập vô đây luôn hay không. Để bây giờ mình sẽ nhận cái đống phần thưởng này luôn anh em à. Trời ơi quá đã luôn anh em. Đó đây cái phần này mới ngon anh em à, 2.500 nè. Đó tới cái này nha anh em. Đây hình như là cái, ủa không, cái này là một lần anh em, cái này là một lần. Rồi tiếp theo 500 nè, đây nè anh em à, cái chỗ này nè anh em à, mình bị sai mất cái chỗ này nè anh em à. Phải thêm 1k nữa thì mới có thể nhận được chứ này. Bây giờ mình sai luôn rồi anh em à. Đi hơi xa quá rồi anh em ơi. Sai lầm luôn rồi anh em. Chết rồi, bị mất hết 40 mảnh anh em à, 40 mảnh. Hay, gầu đi chứ. Trời ơi, xong phim luôn rồi anh em. Chết luôn, xong luôn rồi anh em à. Rồi đó bây giờ mình sẽ nhận hết cái đóng này đi để sau đó mình sẽ tính sao nha. Bây giờ mình sẽ xem thử, mình sẽ mở hết tất cả các cái túi ra xem thử là mình sẽ nhận được những cái gì đây. Một túi nè, cái này chắc mình sẽ lấy Lupitago thôi anh em à, mình sẽ ưu tiên con Lupitago trước nha. Một Lupitago nè, hai Lupitago nè, ba Lupitago nè, đó bốn Lupitago nha anh em, năm Lupitago thôi anh em à, vẫn còn thiếu Lupitago anh em ơi. Cái này thì mình sẽ nhận được gương chiến hồn ngẫu nhiên. À mấy cái chiến hồn này mình không biết là sử dụng làm gì đâu anh em, để rảnh mình sẽ xem thử. Cái này là chiến hồn tự chọn anh em. Rồi gương này, túi này túi gì đây? Yamato hoặc là Uta hoặc là Luffy tứ hoàng, nhưng mà mình sẽ chọn Yamato nha anh em. Rồi ok, mình đã sở hữu được Yamato rồi anh em à. Cái này thì bây giờ mình chưa biết mình sẽ chọn cái nào đi. Mình sẽ lấy Sengoku đi nè, mình sẽ đè mình để đập ngay Sengoku mình lên. Cái này thì chưa biết sử dụng sẽ chọn cái nào đây anh em. Đó, thì ở đây thì mình sẽ chọn được các phần thưởng nè. Để sau đi. Wow, Luffy nè anh em. 20 bảo vật hoặc là mình sẽ lấy 120 mảnh Luffy. Cái này thì gương nguyên liệu đỏ. Cái này thì mình sẽ chọn tứ hoàng anh em à. Gương tứ hoàng.
Cái này cũng vậy luôn, gương tứ hoàng luôn. Ôi cái túi túi rách nát này anh em à. Để mình xem đợi mấy cái gương này. Ồ, gương này là bảo vật nha anh em. Low and no anh em à. Có thể là chọn được low and no nè, đó. Hết luôn rồi anh em à. Mình đã bị sai lầm rồi. Sai lầm hết một bước rồi anh em à. Sai lầm hết một bước. Sao bây giờ ta? Khổ thiệt sự chứ, nãy mình quên để ý. Tự nhiên mình mua cái gói đó làm chi không biết nữa anh em à. Mua cái gói đó thì mình lời thiệt. Nhưng mà mình bị lỗ mắt cái vụ mà mình được Yogo lại cả cái Takugi luôn kìa anh em. Thì mình bị lỗ mắt cái vụ mà cái gói nạp này anh em à. Rồi cái móc 1k nó mất tiêu ta. Trời ơi, bây giờ phải đập vô thêm 1k nữa mới đủ anh em à. Xong luôn rồi anh em ơi. Đó thì bây giờ mình được Yamato với lại con Lovano thôi. Còn thiếu con Lufitago nữa anh em à. Thiếu Lufitago nữa nè. Nó mất tiêu rồi. Giờ này ở bên đây mấy anh em toàn mấy con xin xịn không à. Mình thì trong khi đó mới bắt đầu nhóm nhóm lên được một xíu anh em. Thì cái ạc này chắc mình không có nhiều thời gian để mới là cày được anh em. Cho nên là anh em nào mà có nhu cầu chơi á, thì mình sẽ đưa cái ạc cho anh em chơi nha. Mình đập vô mình quay video là chính anh em à. Ok, quất thêm cái gói này nữa anh em à. Cho nó tròn luôn. Để còn nhận được con Luffy này kia cái kiểu đó anh em. Gầu thiệt chứ, sai lầm nhẹ ăn cái mà ai ngờ đâu. Thốn thêm miếng anh em à. Rồi ok, nhận luôn. Nhận luôn anh em. Wow, một đống kìa anh em à. Rồi mình sẽ vô móc gì nữa, nhận luôn cái móc này luôn anh em à. Được thêm hai túi nữa nha anh em. Rồi bây giờ mình được thêm hẳn một đống túi luôn anh em. Anh em nào muốn chơi cái ạc này á thì comment bên dưới nha. Để mình xem thử anh em nào ok thì mình sẽ gửi cái ạc cho anh em cày tiếp mình. Chứ bây giờ mình không có thời gian mình cày hết một đống ạc anh em à. Mình còn bên game Demon Slayer nè. Rồi bên con game Sunny nè. Nhiều quá, mình không có thời gian mình cày hết, sách nhóc luôn rồi anh em. Đó. Anh em thích cái gì đó thì anh em quất. Ôi trời, nếu gương được hẳn 100 ảnh Lovano luôn nè anh em. Wow, trời trời trời, êm nha anh em. Để mình xem thử, bây giờ Lovano mà lên sao như là cần cần 100 ảnh thì phải anh em. Đúng rồi, cần 100 ảnh anh em à. Vậy thì mình ngại gì mà mình không lên sao cho Lovano luôn anh em, lên hẳn 4 sao luôn anh em à. Ôi, cái này là cái bảo vật anh em, cái bảo vật này là bảo vật gì đây. Ui, mình không xem được anh em ơi. Anh em xem thử, anh em comment giúp mình là cái bảo vật nào ngon anh em, để mình mở mình sẽ lấy anh em à. Chứ bây giờ mình không biết ở bên phiên bản này là có bảo vật nào đang meta đó anh em. Quá là nhiều bảo vật luôn anh em. Đây cái gương này, ôi chào khoan anh em, đợi mình xem lại kỹ nha. Có ai đây, thầy dép nè, Katakugi, công chúa thiết tề nè, Sengoku nè. Rồi lấy Lovano. Lovano vẫn là chân ái anh em à, vẫn là ngon nhất. Ôi trời, cái đống bảo vật này là quá là nhiều luôn anh em. Bây giờ mình không biết chọn cái nào luôn anh em à. Comment cho mình một cái bảo vật nào đó anh em thích anh em, rồi mình sẽ lấy cái bảo vật đó mình sẽ gắn cho mấy con tướng của mình anh em. Bây giờ mình không biết là sẽ chọn cái nào luôn anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên nha anh em. Lufitago là anh em à. Đó. Ôi ôi, chiêu mộ thành công Lufitago. Chiêu mộ thành công Lovano. Rồi chiêu mộ thành công con Yamato. Rồi quá là ngon anh em à. Cuối cùng mình cũng đã sở hữu được Yamato ở bên cái phiên bản Việt anh em à, phiên bản Việt nha. Đó, Bác Sen của mình hiện tại bây giờ đã lên được 5 sao rồi anh em à. Bác Sen 5 sao nha. Rồi bây giờ mình sẽ đập cho mấy con tướng cộng cán mình lên đây. Đó, lên luôn. Quỷ, tăng luôn. Ôi, cái gì đây? Chiến hồn anh em à. À, mấy cái chiến hồn là mình sẽ nâng cấp cái thuộc tính ở đây đó hả anh em. À, mình có luôn rồi anh em, có 2. Tốn 20 mà mình mới có 2 thôi anh em à. Vãi thật sự chứ, chừng nào mình mới đủ đấy anh em. Đây, bây giờ mình sẽ nâng cấp cho con Lovano của mình lên. Đây, Lovano tăng sao luôn nha anh em, 4 sao luôn anh em. À, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên. Đó, đẹp trai thiệt anh em à, level 88 anh em. Tới giờ này người ta level 100 hết rồi, mình mới level 88 anh em à. Đây, Yamato. Đó. Đây, lên luôn. Đây, tăng bạc lên luôn anh em à. Ôi trời, còn thiếu nguyên liệu tăng bạc màu xanh lá cây nữa mới ghê chứ anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm nguyên liệu mình đặt lên đã. A few moments later. Hết luôn nè anh em, ổn quá nguyên liệu anh em à. Rồi bây giờ thì sẽ tới con Lovano. Lovano thì mình sẽ gắn đá vô trước thôi. Khảm đá vô. Tới con Yamato. Yamato. Đó, khảm đá vô cho Yamato luôn. Rồi cái tem này thì bây giờ mình chắc là mình sẽ sử dụng tiếp con Bo quá nè. Bo. Rồi Sengoku. Đó, hai con này trước đi. Wow, còn dư được mớ đá nè anh em. Con Yamato nói thì ta. Đá 6. Đá đỏ lên 6 rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ xem lại con Lovano. Lovano đây. Đó, đá cũng lên được 6 luôn rồi anh em à. Thì bây giờ lại được con
Sengoku. Đó, đá này sẽ, giờ mình sẽ ghép luôn. Rồi, xong. Ôi, đá này lên được luôn này anh em. Đó, lên luôn. Còn viên này, ôi, viên này nữa này anh em à. Viên này ghép lên luôn. Đó, rồi, ok. Ủa, giờ này mà còn xài viên đá gì nữa nè. Đó, rồi, ok. Rồi, xong nha anh em. Rồi, xong, bo hành cốc, đá. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái phần gắn bảo vật này anh em à. Bảo vật Lupitago thì mình sẽ đeo full tóc anh em, full tóc đi. Đó, ba món tóc. Còn còn Loano thì mình sẽ đeo cell năng lượng anh em à. Yamato thì mình hiện tại giờ mình không biết sẽ đeo con gì đây anh em. Bây giờ mình sẽ vô trong đây mình sẽ xem thử các bảng xếp hạng của mấy anh em đang đeo con Yamato. Yamato đang đeo gì đây? Tóc. Cái này là cũng tốc độ luôn anh em à. Và một cái làm chậm anh em. Hai món tóc với lại một cái làm chậm á ta. Uta, bạn này sử dụng Uta anh em à. Bạn này cũng sử dụng Uta luôn. Đây Yamato nè. Trời không gắn bảo vật luôn mới ghê chứ anh em. Rồi, ông nó đang là gắn cái giống gì mình không biết, peo peo đang gắn cái gì đúng không anh em à. Đây, tóc, tóc, tóc và tóc anh em à. Yamato full tóc hả ta. Kiếm tóc đầu ra full cho nó bây giờ trời. Để anh em có thể là nhìn thấy cái đống bảo vật của mình khá là bèo nhèo anh em à. Bảo kích, bảo kích. Không lẽ bây giờ mình đeo full bảo kích cho em luôn chứ anh em. Bây giờ là không còn món tóc mà luôn anh em à. 1, 2, 3 món tóc là mình đã đeo hết cho con Luffy hết rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ đeo hiệu ứng cho nó luôn quá anh em. Này là quỷ năng lượng nè, cái này là bảo kích nè. Rồi bây giờ mình sẽ đeo full bảo kích cho con này đúng không anh em, giữ năng lượng ha. À, công kích bảo kích nè, đó một món bảo kích đó nha anh em. Tam kiếm bảo kích nè, đó full bảo kích cho con Yamato luôn chứ biết làm sao giờ anh em, gầu hết sức luôn rồi anh em à. Bảo vật nè, bây giờ mình sẽ đeo là full cell năng lượng cho con quỷ năng lượng. Ơ à, cái này quỷ năng lượng mình hả, không đeo nè, mình sẽ đeo cái hồi năng lượng này mà. Ủa bảo kích ha, nãy có một món là giữ năng lượng 5% này anh em. Mình như là mình không có món hồi năng lượng luôn thì phải đây mà. Phản đòn giữ năng lượng 5% nữa nè. Rồi mình sẽ đeo cho con bo đi. Bảo vật mình sẽ đeo cho con bo mớ quỷ năng lượng. Mình sẽ đeo cho em đó là hồi năng lượng này mà, giữ năng lượng nè. Giữ năng lượng nè. Còn món nào giữ năng lượng nữa không ta? Hết rồi anh em à. Cây kiếm này, công kích, quỷ năng lượng, quỷ năng lượng. Rồi mình sẽ đeo một món quỷ năng lượng cho con bo đi. Còn Sengoku thì mình sẽ đeo né với lại phản đam mà kia kiểu anh em. Quỷ năng lượng đó nè. Phản đòn nè. Đó, một món phản đòn anh em. Quỷ năng lượng né nè. Đó, còn món nào né nữa không ta? Bông nè. Bông thì né 5% thôi nha anh em. Áo tròn Loano. À không, cái áo tròn này không phải là áo tròn của Sen anh em à. Còn cái món nào xài được nó không trời ơi, nó cùi bắp phải trưởng luôn nè. Bảo kích nè, bảo kích 7,7% luôn, đeo luôn anh em à. Rồi 1, 2, 3 Ichi nè, Ichi bây giờ hết xài rồi anh em à. Loano nè. Giờ mình thôi, rồi bây giờ mình sẽ đè, mình sẽ đập bạc khung với lại up skill cho mấy em nó sau nha anh em. Trời ơi, còn có 29 triệu Billy thôi anh em à. Cùi bắp phải luôn á. Nói chung là bỏ bê em nó lâu lắm rồi anh em à. Cho nên bây giờ mà mới bắt đầu là chơi lại nha. Cái này là gì trời? À, mấy cái mảnh giá quỷ trong kia thì phải anh em. Còn cái này, wow, nó ra chọn lấy được một. Ôi trời, cái này nó chỉ có được có 10 mảnh thôi anh em à. Tăng 5,7 né. Rồi ơi, có 10 mảnh cái bikini thôi anh em à. Cái này là một viên đá cấp 5 nha. Giá quỷ từng ăn. Tăng 5% năng lượng mà không thể tiêu hao anh em. Cái này là cell năng lượng anh em à. Cái này thì hồi năng lượng nè. Luffy, không biết là sẽ chọn cái nào đúng không anh em. Anh em xem giúp mình xem nữa là có mấy cái bảo vật anh em, mấy cái gương bảo vật là mình không biết là sẽ chọn những cái bảo vật nào đây anh em à. Anh em góp ý giúp mình để mình xem thử là mình sẽ chọn lấy những cái bảo vật gì anh em. Còn cái này là mình không biết là sẽ chọn cái nào luôn anh em. Góp ý giúp mình anh em, góp ý giúp mình bằng cách comment bên dưới anh em. Còn mấy cái này hình như là cái né nè anh em. Cái này là tỷ lệ né luôn nè. Rồi chính xác, tỷ lệ chính xác. Rồi khi gây sát thương sẽ hấp thụ 19% HP. Wow. Wow, hút HP nha anh em, cái này là phản này đam. Tăng 9,5% tỷ lệ bảo kích. Còn cây súng này sẽ tăng bảo kích luôn. Cái này sẽ tỷ lệ chính xác anh em à. Ôi mấy cái này nó cùi quá anh em. Mấy cái này nó không có cái nào mà có cái khả năng là tăng tốc hết trơn anh em ơi. Đây mấy cái món bảo vật nè. Né nè. Né nè anh em à. Tiêu hao năng lượng. Tăng 5% năng lượng. Tăng 15,5% tốc độ tấn công nè anh em. Wow. Được 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 anh em à. Này là tăng năng lượng. Tiêu hao. Tăng năng lượng. Năng lượng nữa nha anh em. Cái qua này cũng năng lượng luôn. Năng lượng. Wow, một nồi toàn là năng lượng không anh em à. Năng lượng đó nè. Hồi năng lượng.
giảm tốc, hủy năng lượng, giảm tốc luôn nha anh em, đẩy lùi. Ôi trời, khi tấn công có 3,8 hay phần trăm tỷ lệ đẩy lùi em có 3,8 phần trăm thôi. Cái này là 13,5 kháng phản sát thương, 10 giây hồi 1,6% HP. Rồi anh em comment bên dưới giúp mình xem thử là có cái nào ngon thì anh em comment bên dưới để mình sẽ lấy anh em. Mình thấy là có cái tóc mà nó ngon nhất anh em à. Nhưng mà ngoài cái tóc ra thì không biết là còn cái nào nó ngon hơn nữa không anh em comment bên dưới nha. Để mình đọc comment của anh em để mà mình chọn được một cái nào đó nó ngon nhất. Mấy cái này thế nào anh em? Cái này bây giờ mình không biết là sẽ chọn cái nào nữa anh em. Đó. Cái này ủa, cái này thì mình sẽ ngẫu nhiên anh em. Ngẫu nhiên thì mình sẽ dùng trước đi. Còn cái tự chọn thì để mình sẽ chọn theo góp ý của anh em nha. Với lại cái này nè, còn được 3 mảnh anh em ạ, 3 cái gương này, 3 cái túi này. Rồi hết gương rồi anh em ạ, không còn gương rồi. Ủa mấy cái này có thể là ghép lại được này anh em. Ghép luôn anh em ơi. Cái nào ghép được thì mình sẽ ghép nha. Cái này thì mình có rồi cho nên là bây giờ mình chỉ có thể là nâng cấp thôi. Cái này cũng ghép luôn nè. Đó. Rồi ạc cùi đang hồi sinh nha anh em, đang bật dậy anh em. Định sẽ mua một cái ạc ở đó cho nó tiện, nhưng mà thôi, mình đập vô mình chơi lại cái ạc của mình đi cho nó vui này mà. Dù sao thì ạc mình thì mình đập lên thì nó vẫn ngon hơn so với việc mình mua một cái ạc mới mình review thì nó cũng không có gì để làm hết trơn anh em à. Còn lại thì mình đập vô thì mình úp lên á, mình úp lên cho anh em xem á, thì anh em mình thấy là anh em khoái cái việc mà nạp vô để mà quay video thì nó sẽ sướng hơn việc mua cái một cái ạc mới. Mua xong rồi vô cũng review soi này kia kiểu không có gì làm hết cho anh em. Đó thì cái này thì có gì anh em góp ý giúp mình cái này để mình nhận nha anh em. Mình nhận xong rồi sau đó mình sẽ bôi cho mấy con tướng mình nha. Bây giờ mình sẽ vô đấu trường mình quất một phát thôi. 700 mấy anh em à. Quất với cái đội hình mới nha anh em. Đội hình mới tinh nguyên vật chinh nha anh em. Yamato nè. Đó, thiền thì chồng thiền cùi không anh em à. Thiền có thiền Sunny nha anh em, có thiền Sunny nha anh em. Đó, thiền Sunny nè. Chưa có thiền bố già, chưa có thiền bo luôn. Rồi, đẩy cái đống thiền này đi anh em à. Tắt cái X2 đi, X3 đi. Đó, bây giờ mình sẽ thêm lại cái đội hình mới của mình xem thử là nó có ok chưa anh em. Wow. Khá chậu chứ anh em. Trời ơi, team anh mình tại giờ là cứ mỗi lo quanh nồi vô máu một xíu nha anh em. Trời ơi, Lugano đấm rồi trời ơi, ông chú ra nằm la lết, bấy bá anh em à. Không từ ngữ nào để nói nữa. Bất là tuyệt vời anh em à. Wow, biến nguyên bản đồ thành chiến trường băng luôn. Đọc gì tuyệt ghê thiệt. Để mình xem là cái tỷ số đam của Yamato như thế nào đây anh em à. Lugano nè, Lugano đấm một phát đấy. Trời ơi, ôi, sao có những cái tem bị đóng băng hết. Quá đá hết luôn, chỉ còn lại mỗi con Yamato thôi anh em à. Để mình xem thử chỉ số đam nha. Wow, Yamato đam cũng xem với lại con Lugano chứ bộ giỡn anh em. Lugano mặc dù lên full cây đỏ tóc nhiều hơn so với Yamato luôn nha. Đó, trời ơi, bác sen này anh em, bác sen đam to vô cực. Rồi, ok, đó, giật xương xương vậy thôi anh em à. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Gomu huyền thoại. Và anh em đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha, để mà có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.